Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ bảy vừa được chính thức khai mạc tại thủ đô Moscow của Nga với sự tham dự của hơn 850 đại biểu đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân sự cấp cao cùng các chuyên gia quốc tế. Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tham dự hội nghị đoàn đại biểu quân sự việt nam do bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch dẫn đầu đã có cuộc gặp bên lề hội nghị với các đoàn đại biểu quân sự các nước như lào campuchia và nga tại cuộc gặp với đoàn nga bộ trưởng sergei shoigu bày tỏ vui mừng lần thứ hai trong năm nay được gặp bộ trưởng ngô xuân lịch đồng thời cho rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật giữa hai nước đang phát triển khá tốt ông shoigu hy vọng các cuộc tiếp xúc trực tiếp thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao bộ quốc phòng hai nước sẽ góp phần thúc đẩy lĩnh vực hợp tác truyền thống này tiếp tục phát triển bộ trưởng ngô xuân lịch cũng đánh giá cao mức độ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước đặc biệt sau chuyến thăm việt nam hồi đầu năm nay của bộ trưởng shoigu nga đã gửi tàu cứu hộ của hạm đội thái bình dương đến việt nam để tham gia tập trận tìm kiếm và cứu hộ trên biển cũng như cử phái đoàn của nga đến việt nam để thảo luận dự thảo hiệp định về tìm kiếm tàu ngầm bị tai nạn Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ký lộ trình phát triển hợp tác quân sự giai đoạn 2018-2020. Dự kiến trong ngày 5 tháng 4, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ trình bày tham luận tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ bảy.